Alo, xin kính chào cô chú anh chị nha. Hôm nay Tiến giới thiệu cho cô chú anh chị trước mặt mọi người là đây là mẫu loa W15A Plus. Con này với thông số là 1 bass 40, một loa chung và hai loa chép, một loa chung á. Đây là chung thì chung 12 anh chị nhá. Rồi một loa chép 250 và một con loa chép 350. Đây là một con loa gỗ, nhìn cái cấu hình thiết kế nó nhìn rất là hầm hố và chiều sâu nó vô khoảng tầm 40 mấy là anh chị nha. Nên tiếng bass nó quấn rất là sâu. Rất là căng nha. Còn đây xin giới thiệu sơ cái bo mạch của nó. Con này thì có hai cái nút volume ở phía trên. Ở đây bên trái là cái volume của Midvolt, bên phải là volume của Migu. Và tiếp theo đó thì ở đây nó sẽ có là mic chép nè. Mic chép, mic chung, mic bass, nó có echo, có rebate, có delay luôn, echo, rebate, delay và reverb. Đây là chép chung, chép chung bass, có là chép mic với lại là đây là chép với lại mic với lại bass chị nha. Con này và hỗ trợ cho mình hai ngõ, một ngõ out với ngõ in, cái nó có loa khác và hai ngõ mid và hai ngõ guitar. Cái đặc biệt ở đây thì nó có luôn cái rebate và nó có luôn reverb và delay. Số dòng loa thì nó không có cái đó anh chị ha. Giờ hôm nay thì con này nó có luôn rebate, có luôn reverb, có luôn delay. Nên chính vì vậy là nó hỗ trợ cho cái tiếng mid của chúng ta hát ca, chúng mid của chúng ta ca bay và nhẹ hơn. Còn là công tắc nguồn. Con này là công suất của nó vẫn là mạch của nó là mạch 300W anh chị nhé. Mạch này 300W, nhưng mà tiếng bass của nó quấn ra cực kỳ ấm và cực kỳ căng luôn. Rồi xin mời cô chú anh chị của chúng ta này nghe thử một vài đoạn nhạc. Con này sử dụng hai micro UHF nha anh chị, hai micro UHF. Bên xíu em quay cho mọi người xem. Dung bụi mặt sóng hương mà môi em.
Con này với cái giá là 9 triệu rưỡi anh chị nha. Nhớ lúc trước em anh hay nói rằng trời đẹp xanh như em với anh. Này người yêu em thương mến ơi, anh hay yêu màu xanh. Mà nếu có lỡ duyên ta sao chẳng thành, vì em ra đi trước anh. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy mơ thêm trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh. Mà hôm nay sao em ra đi, về trời xanh xa xôi xa xăm em bỏ. Trời xanh con thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được có vậy. Đời đau nhói khi cay khổ thương là xa cạnh, buồn theo dấu khi cơn đau mãi vẫn chưa. Mời cô chú anh chị nghe thử đoạn hòa tấu phùng trà ha. Bigo đang để ở mức là 50 anh chị nha. 50. Để xíu quay lại cho mọi người. Nãy giờ để lo ra một Bigo vẫn mở nhưng mà nó vẫn không hú, là chống hú tương đối là nó khá là ổn anh chị. Đây, quay cho mọi người xem cái Bigo của nó. Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Đang ngồi trước mặt lo đang nói chuyện cho cô chú chị mình nghe luôn. Con này hỗ trợ cô delay bit viewer. Con này giá hiện tại đang bán là 9,5 triệu. Nên cô chú chị các bạn mình đặt hàng thì gọi qua số line 0987929436. Alo, 1 2. Tiếng bit rất là sáng, rất là ấm. Và đặc biệt là cái bit nó rất là nhẹ. Nên là mọi người con này nhạc cũng hay và bit cũng hay, giá này cả phải chăng? Giá chỉ có 9,5 triệu thôi. Alo, 1 2. Giờ thử để em tắt cái tiếng vợt này. Tiếng vợt. Đấy. Alo. Một. Tắt tiếng vợt. Alo. Có tiếng vợt là sẽ hay hơn đúng không chị? Cô chú chị ha. Alo. Một. Hay. Tắt tiếng cô mình sẽ lên tiếng vợt. Alo. Một. Hay. Ba. Bốn. Hay. Sáu. Bảy. Tiếng vang nó rất là chuyên nghiệp. Được tần số và thay đổi được tần số luôn chị nha. Ở đây nó có tăng giảm âm lượng ở trên tay mic luôn nha. Có tăng giảm âm lượng trên tay mic. Mình canh nó vừa đủ mình xài chứ mình chỉnh quá thì nó dễ bị hú. Còn đây canh chỉnh sẵn mà nó ok rồi. Về chỉ cần chỉnh theo cái mic vô với canh theo cái nhạc của nó, cái nền nhạc thì nó phải nhỏ hơn cái tiếng mic xíu thì mình hát nó sẽ nhẹ hơn. Mic vô nó sẽ nhẹ chứ mình chỉnh cái nền nhạc lớn quá mình hát cái mic vô mà chỉnh mic vô nhỏ quá thì hát như vậy nó rất là nặng. Rồi xin mời cô chú anh chị bạn mình nghe thử một đoạn karaoke của anh của
chú khách ghé qua test karaoke ở trên con loa này nha. Rồi mời mọi người cùng lắng nghe. Ma Blast nha anh chị. Con này chống hú cũng khá tốt. Anh sẽ về khi mai vàng chưa mong.
Cho áo mới yêu đời, cho tim.